Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại gian hàng của Lenovo ở CES 2024 và đây là con Legion 7i. Đây là cái dòng laptop mới vừa ra mắt ha, và nó sẽ thay thế cho Legion Slim 7i trước đây. Tức là bây giờ sẽ không còn dòng Slim 7i nữa, chỉ có Legion 7i mà thôi. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay ở đây là phiên bản màu trắng và nó cực kỳ đẹp luôn. Trong cái thiết kế của con Legion 7i này, nó có nhiều điểm nổi bật mà nó làm cho thứ nhất là hiệu quả tản nhiệt tốt hơn, và thứ hai là bản thân cái máy nó cũng đẹp, nó cũng liền lạc hơn. Bây giờ thì mời các bạn coi video kỹ hơn nha. Trước tiên á, đối với lại con Legion 7i này thì mình đi nhanh về cái ngoại hình của nó trước nha. Thì các bạn thấy là nó vẫn là một cái máy mà có được một cái chất rất là Legion, đặc biệt là cái phần ngoài sau nè, các bạn nhìn thấy không? Nhìn vô là thấy liền Legion rồi. Ở trên cái phiên bản màu trắng, mình không biết bản màu đen thì sao ha, nhưng mà bản màu trắng mình đang cầm á, thì nó có một cái viền mạ màu kim loại chạy dọc ở phía sau, bọc xung quanh cái máy luôn. Và đây là một cái điểm nhấn thiết kế mà theo mình là cực kỳ tốt. Các bạn nhìn mấy cái khe tản nhiệt ngoài sau nó rất là to, nó rất là gấu ha. Ở ngoài sau này thì có một cái dây cổng nguồn với lại một cổng HDMI thôi. Tất cả những cổng kết nối nó sẽ được bố trí dọc ở các cạnh khác. Đây, nhìn vào cái nắp nè, mê chưa? Vẫn là một cái logo Legion ở đây ha. Và không biết các bạn thì sao, nhưng riêng bản thân mình, nếu mà mình mua con Legion 7i này á, mình sẽ ưu tiên mua cái phiên bản màu trắng, tại vì nó quá đẹp, đẹp một cách xuất sắc. Rồi, nhìn ở phía trước này thì chúng ta có gì? Thứ nhất á, là các bạn nhìn vào cái màn hình thì các bạn sẽ có hai lựa chọn màn hình. Một á, là màn hình 3K với cái tần số quét là 165Hz. Còn nếu mà các bạn muốn tần số quét 240 thì các bạn sẽ phải giảm độ phân giải xuống còn 2K rưỡi. Nói chung là vẫn là một cái cấu hình khá là tốt cho một cái màn hình 16 inch. Đối với lại cái màn hình này còn một điểm nữa mà Legion họ rất là tự hào, xin lỗi Lenovo họ rất là tự hào, đó là cái viền màn hình mỏng ha. Thì cái gọi là screen to body ratio á, nó là trên 94% và xuất sắc, không có gì để chê hết. Ở phía bên trên này thì các bạn cũng có một cái G mà nó sẽ nhô ra để mà các bạn mở cái máy dễ hơn. Đồng thời nó cũng tạo thành một cái điểm nhấn thiết kế dành cho con Legion 7i này luôn. Lenovo có chia sẻ thêm với mình đó là các bạn nhìn vào hai cạnh bên nè. Năm nay nó hoàn toàn không có khe tản nhiệt nào ở bên hông hết. Đây là cạnh bên trái và đây là cái cạnh bên phải. Thì thứ nhất ha, là tí nữa mình sẽ kể về cái hệ thống tản nhiệt. Nhưng mà lý do mà họ không có làm cái khe tản nhiệt ở hai bên nữa, thứ nhất là để bất kể là bạn thuận tay trái hay tay phải thì khi mà các bạn xài chuột để chơi game á, nó cũng không phả ra hai bên làm nóng tay bạn. Thứ hai là họ nhắm con Legion 7i này cho nhiều đối tượng hơn, không chỉ là những bạn làm gaming mà cả những bạn sách đi học, đi làm, các bạn làm dev các thứ nữa. Thì lúc đó họ sẽ muốn có một cái máy mà thiết kế của nó liền lạc hơn, ít có bị lỗ hơn. Thì đây là cái mà Legion 7i nhắm tới. Rồi, vậy thì những cái khe tản nhiệt và cái hệ thống tản nhiệt nó sẽ hoạt động như thế nào? Theo như Lenovo giải thích cho mình nghe á, thì chúng ta vẫn sẽ có con CPU, GPU và cái con chip AI của họ ở đây. Nhưng mà năm nay họ cải tiến cái hệ thống tản nhiệt của con Legion 7i này. Tên của nó ha là Hyper Chamber. Tức là không khí bình thường thì các bạn thấy là nó sẽ được dẫn vào rồi nó đẩy ra hai bên. Còn bây giờ không khí nó sẽ được đưa vào, nó làm mát các linh kiện, sau đó nó đi dọc ở bên trong cái bộ phận bên trong của máy tính. Và họ dùng một cái loại polymer để họ seal lại, để họ gọi là đóng kín lại hết, không cho cái khí nó thoát ra bên ngoài. Họ điều hướng tất cả những thứ đó bằng cái quạt và đẩy nó ra ở phía sau. Thì theo như Lenovo nói là cái thiết kế hệ thống Hyper Chamber mới ở trên con Legion 7i cho phép họ là boost thêm 25W điện cho bộ xử lý đồ họa, đồng thời là giảm được 2 dB về cái độ ồn. Thì hiện tại mình đang ở trong cái không gian này cho nên là cũng không biết cái độ ồn nó như thế nào đâu, tại đây đang rất là ồn. Thì nhưng mà cái này thì khi nào mà có máy ở Việt Nam thì mình sẽ test kỹ hơn cho các bạn coi ha. Năm nay chắc chắn là mình phải đi kiếm một con Legion 7i về để mình test rồi, tại vì nó quá đẹp, nó cực kỳ xuất sắc luôn. Thêm một cái tác dụng nữa của hệ thống tản nhiệt Hyper Chamber trong con Legion 7i đó là cái không khí nóng á, nó không có bị rò rỉ ra nữa, tại bây giờ cái Hyper Chamber họ seal lại hết rồi. Cho nên là những cái cảm biến ở các khu vực khác á, nó sẽ không bắt được cái khí nóng đó và nó sẽ không làm cái quạt quay lên, chúng ta hay gọi là nóng sản hay là quạt quay sản á, thì cái tình trạng đó nó sẽ giảm đi rất nhiều, và thậm chí là bây giờ là không bị nữa, tại vì cái không khí nó không còn lọt ra bên ngoài. Rồi, về mặt cấu hình ha, thì bên trong con Legion 7i này các bạn có thể kỳ vọng được tối đa là Intel Core i9 14900HX và bộ xử lý đồ họa tối đa mà nó có thể support được là RTX 4070. Tùy vào thị trường, tùy vào quốc gia mà sẽ có thêm một số cái phiên bản khác, nhưng mà các bạn có thể kỳ vọng được là những cái gì mạnh nhất, tốt nhất ở trên thị trường hiện nay của Intel và RTX Nvidia thì nó sẽ xuất hiện ở trong con Legion 7i này. Sẵn đây thì cũng chia sẻ nhanh với các bạn tiếp về con chip AI của Lenovo. Thì ở trong con Legion 7i này, nó sẽ được trang bị con chip là LA3. Đối với lại con Legion 9i thì nó chạy con LA3B. Thì con này là một cái phiên bản thấp hơn. Thì con chip AI đó dùng để làm gì? Thứ nhất, nó sẽ được dùng cho một thứ là đồng bộ cái hình ảnh đang hiển thị trên màn hình với cái đèn nền RGB của bàn phím. Thứ hai là con chip AI đó, nó sẽ theo dõi profile của CPU
bộ xử lý đồ họa và quạt khi mà các bạn chơi game, rồi nó sẽ thử điều chỉnh những thứ đó để đạt được cái tốc độ FPS cao hơn. Nếu mà nó ghi nhận được tốc độ FPS tăng lên sau khi mà nó điều chỉnh thì nó sẽ nhớ và với cái tựa game đó, với cái tình huống đó thì nó sẽ nên dùng cái profile CPU GPU quạt như thế nào để các bạn có thể đạt được cái tốc độ FPS cao nhất có thể. Đối với lại tất cả những dòng Legion từ bây giờ trở về sau, bao gồm cả Legion Pro, Legion cũng như là dòng Legion Lock á, thì sắp tới sẽ đều có cái con chip AI này nha. Và đây là cái con chip mà Lenovo họ tự phát triển chứ không phải là cái bộ AI của Intel nha, cái này là một cái bộ khác. Và tất nhiên ngoài cái bộ xử lý đó, AI đó ra thì nó cũng sẽ có luôn cả cái phần mềm để nó điều khiển và giúp cho tất cả mọi thứ này hoạt động chung với nhau. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về con Legion 7i, một trong những cái laptop rất là nổi bật ở trong dòng series Legion mới vừa được ra mắt tại CES 2024. Lại một lần nữa, khi nào có ở Việt Nam thì sẽ làm video cho các bạn coi ha. Xin chào và hẹn gặp lại.